Các bạn đang nghe truyện trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ trên kênh TV Audio CV. Chương 813, so sánh. Thời gian trôi đi vội vàng. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi liên minh các tộc vây công chân bảo cát. Trong 10 năm qua, tình hình nhân tộc ở các thành trì khác tại khu vực phía Tây Thái Âm Chi Uyên càng trở nên căng thẳng. Riêng khu vực xung quanh chân bảo cát ở Kiếm Ấn Thành lại trở nên yên bình như không có chuyện gì xảy ra, chẳng khác nào một giấc mộng Nam Kha ban đầu còn đang lo ngại các tán tu và thế lực tông môn nhân tộc sẽ ồ ạt tràn vào chân bảo các từ các thành trì khác. Đặc biệt là tổng bộ chân bảo các ở hôi thạch thành, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, diện mạo bên trong thành đã thay đổi hoàn toàn. Điều dễ nhận thấy nhất là số lượng tu sĩ nhân tộc ngày càng tăng. Mỗi ngày, đường phố chính và các con phố khác đều tấp nập tu sĩ qua lại, thậm chí còn có rất nhiều dị tộc sinh sống. Nhờ vậy, quy mô của thành trì tăng gấp 10 lần so với trước đây. Ngay cả bên ngoài thành cũng hình thành các phường thị. Tại Lương Đình bên hồ trong phủ thành chủ, Vương Vân, Vu Yến, Một Cấm và nhóm đạo lữ hiếm hoi có dịp quay quần trò chuyện. Phu quân vẫn ở kiếm ấn thành chưa về sao? Tu sĩ độ kiếp của các tộc đều tập trung ở kiếm ấn thành, tiền bối độ kiếp của nhân tộc cũng ở đó, nếu phu quân về sẽ rất nguy hiểm. Đúng vậy, Chúng ta có thể tạm thời quản lý Chân Bảo Các. Nghe nói vài ngày trước, An Tiền Bối phát hiện một tu sĩ có thiên linh căn xuất sắc. Đây sẽ là tu sĩ thiên linh căn thứ 10 của Chân Bảo Các ta. Tuy Thái Âm Chi Uyên không có nhiều tu sĩ có linh căn tư chất tốt, nhưng phần lớn họ đều chọn gia nhập tông môn. Dù Chân Bảo Các ngày càng hùng mạnh, quan niệm thâm căn cố đế này khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Sau một hồi trò chuyện, Bạch Ngọc Dĩnh bỗng nhiên lên tiếng, An Duyệt muội muội đã đạt nguyên anh trung kỳ. Nghe Huệ Lan muội muội kể chuyện của nàng và phu quân, ta nghĩ khi phu quân trở về, chúng ta nên để An Duyệt muội muội phục vụ phu quân trước. Vu Yến cười mỉm trêu ghẹo nói, Dĩnh Nhi, ta đoán khi phu quân trở về, ngươi địch âm mưu cùng An Duyệt phục vụ phu quân phải không? Thu Doanh cũng trêu chọc, hay là Dĩnh Nhi có ý đồ gì khác? Vương Vân, Bùi Hỏa Vũ, Giản Hồng Liên và các nữ tu khác đều cười khúc khích. Bạch Ngọc Dĩnh biểu môi, ném trái bưởi ngọt ngào vào ngực Vu Yến. Còn treo gẹo ta nữa, rõ ràng là ngươi cũng đang nghĩ điều đó. Nhưng mà nói đến đây, sao lâu như vậy mà người ta vẫn vậy? Vu Yến ưỡn ngực đầy đặn. Có thể trách ai được? Đây là do trời sinh. Ngươi nhìn Mộc Cấm và Thu Doanh kìa, càng ngày càng lớn. Bạch Ngọc Dĩnh liếc mắt nhìn Mộc Cấm và Thu Doanh hắc hắc, sau này khi chúng ta ở chung, nhất định phải quan sát kỹ hơn. Thu doanh tức giận, mấy tỷ muội chúng ta, ai cũng biết rõ to nhỏ, chỉ có Huệ Lan và An Duyệt là không biết rõ. Lúc này, Vương Vân lên tiếng, Huệ Lan và Thanh Nhi muội muội giống nhau, còn An Duyệt có vẻ giống Dĩnh Nhi muội muội. Nói đến đây, nàng cười nhìn Bạch Ngọc Dĩnh. Dĩnh Nhi muội muội, ngươi có bạn rồi. Bùi Hỏa Vũ bất ngờ chen ngang, nói đến chuyện này, các ngươi có biết vị dị tộc ở trong kỳ thú chi môn với phu quân của chúng ta lớn nhỏ thế nào không? Vu Yến đoán được. Vũ tộc cũng không nhỏ. Theo những tu sĩ vũ tộc mà chân bảo các tiếp xúc, quả thật đều rất lớn. Phu quân thật đúng phong lưu, ta thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có thêm tỉ muội từ các tộc khác. Nghe lời này. Vương Vân, Vu Yến và các nữ tu khác nhìn nhau mỉm cười. Họ không quan tâm phu quân có bao nhiêu đạo lữ, vì bọn họ đều biết rằng họ đều rất quan trọng trong lòng phu quân. điều này đã được chứng minh qua năm tháng. cùng lúc đó, thẩm bình cũng không biết rằng thê thiếp và đạo lữ của mình đang bàn tán về việc hắn có thêm đạo lữ mới. sau khi kết thúc bế quan, hắn buồn bã cùng la hà tiên tử uống túy hư nhưỡng. độ kiếp nhân tộc không cho phép hắn rời khỏi kiếm ấn thành, vì vậy hắn chỉ có thể ở lại đây. La Hà tiên tử nhạc linh lạc thở dài, sợ rằng đời này ta khó mà đột phá hợp thể. Trong thời gian qua, nàng liên tục bế quan, không còn tham gia vào việc quản lý chân bảo các ở kiếm ấn thành và bồng lai tiên thành. Nàng cũng đã sử dụng nhiều linh dược và vật phẩm hỗ trợ đột phá nhưng vẫn không thể tìm thấy cơ hội đột phá. Thẩm Bình tò mò, hắn kích hoạt hải thú chi nhãn. Đồng tử của hắn tràn ngập sắc màu yêu dị. Vạt áo của nhạc linh lạc trước mắt hắn biến mất, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng và đôi gò bồng đảo kiêu hãnh. Ánh mắt hắn lướt qua từng chi tiết, cuối cùng mọi thứ trở nên trong suốt. Sắc mặt Nhạc Linh Lạc trở nên kỳ lạ, thân là tu sĩ luyện hư viên mãn, thần thức của nàng vốn vô cùng nhạy bén. Dù không cảm nhận được bất kỳ dao động thuật pháp hay tinh thần nào, nàng vẫn luôn có cảm giác mình hoàn toàn phơi bày trước mắt thẩm bình, thông linh cổ y vốn có thể che giấu hết thảy, nhưng giờ đây lại như một tấm màn mỏng manh không thể nào che lấp được. Đặc biệt, đôi đồng tử của Thẩm Bình đang ánh lên một vần hào quang đỏ kỳ lạ. Nàng không kìm được hỏi, ngươi đang nhìn gì vậy? Thẩm Bình không trả lời. Hắn tỉ mỉ kiểm tra cơ thể nàng từ trong ra ngoài, từng tất da thịt đều không bỏ sót. Pháp lực tuần hoàn trong kinh mạch vẫn ổn định, không có dấu hiệu tổn thương nào. Hơn nữa quan trọng nhất, nguyên âm sử tử vẫn còn ở đó. Theo lý mà nói, với thân thể này hẳn là có thể đột phá hợp thể mới đúng, dù sao có rất nhiều linh chân phụ trợ, dù tư chất bình thường, mạnh tay đập cũng đập được đến hợp thể. Thẩm Bình, ngươi đang nhìn gì ta vậy? Nhạc Linh Lạc bất ngờ tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Bình, nàng nhớ có một vài thần thông thi triển không cần pháp lực cùng tinh thần, chỉ cần vận dụng thần thức là có thể nhìn thấu đối phương, cho dù là thông linh cổ bảo, thậm chí cả pháp y ngụy tiên cụ cũng bó tay nếu thật sự là loại thần thông này vậy chẳng phải hắn đã xem hết rồi sao dù trong lòng có hảo cảm với thẩm bình bình thường cũng có mở miệng hoặc tiếp xúc thân thể nàng cũng không ghét nhưng bị thẳng thắn dòm ngó như vậy vẫn khiến nhạc linh lạc cảm thấy không thoải mái thẩm bình lấy lại tinh thần nhìn thái độ của la hà tiên tử ý thức được bản thân tựa hồ đã quá mạo phạm thế là vội vàng nói ta ta chỉ là muốn nhìn thử ngươi tu luyện có phải xảy ra vấn đề hay không nhạc linh lạc lập tức xấu hổ không dứt ngươi có thần thông thông linh đúng vì vậy mọi thứ trên người ta đều bị ngươi xem hết rồi thẩm bình gượng cười vài tiếng không giấu giếm gật đầu nhạc linh lạc hít một hơi thật sâu cắn răng bộ ngực không ngừng chập trùng ngươi thật vô sĩ thật có lỗi ta không phải cố ý chỉ muốn giúp ngươi mà thôi thẩm bình vội nói bình thường Linh Trân tồn kho trong các có bảy thành tỷ lệ giúp ngươi đột phá đến hợp thể, mà ngươi sớm đã luyện hư viên mãn, pháp lực tinh thuần hùng hậu, không có vấn đề, nhưng lại chậm chạp không thể tìm được cơ hội, thật sự vô lý. Thấy mặt mũi thẩm bình đầy chân thành, không giống đang nói láo. Sắc mặt nhạc linh lạc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn mang theo vài phần tâm tình. Cho dù như vậy, ngươi cũng không, không nên trực tiếp thi triển thần thông lên người ta như thế thẩm bình lập tức nói là lỗi của ta là ta quan tâm sẽ bị loạn sau này lời còn chưa nói hết nhạc linh lạc liền cắt ngang hận hực cắn răng nói nếu như về sau ngươi còn làm loạn như vậy dù ta không phải là đối thủ của ngươi cũng sẽ liều mạng cùng ngươi thẩm bình liên tục gật đầu lần sau lần sau ta bảo đảm sẽ nói với ngươi trước nhạc linh lạc im lặng liếc mắt ngươi còn nghĩ lần sau làm sao còn chưa nhìn đủ sao chưa ngươi nhạc linh lạc mới vừa mở miệng môi đỏ đã bị ấm áp bao trùm thẳng đến khi lấy lại tinh thần nàng đã nằm ở trong ngực thẩm bình ánh mắt không còn phẫn nộ giống như vừa rồi ngươi có nhiều đạo lữ như vậy cần gì đến trêu chọc ta thẩm bình nghe xong giọng điệu này trong lòng nhất thời thầm thở phào cười nói tình không biết nổi lên cứ ngày càng sâu đậm mặc dù ta đã là tu sĩ hợp thể, nhưng loại chuyện này sao có thể dễ dàng khống chế được chứ? Nhạc Linh Lạc giật giật khóe miệng. Ta đã tu hành trên vạn năm, muốn dùng loại dỗ ngon dỗ ngọt này tới ngăn chặn ta, không thể được. Nàng thoát ra khỏi ngực hắn, ngồi ngay ngắn. Thẩm Bình cũng không định tiếp tục chiếm tiện nghi, mà tiếp tục nói tới chính sự. Hợp thể đột phá ngoại trừ pháp lực, quan trọng nhất chính là thần thức, vừa rồi ta nhìn trong cơ thể ngươi pháp lực hùng hậu nếu thật sự có vấn đề vậy hẳn là do thần thức hồn lực xảy ra sai sót ngươi phóng thần thức ra thử xem nhạc linh lạc gật đầu lập tức thần thức quét sạch mà ra trong khoảnh khắc toàn bộ cung điện đều bị uy áp thần thức khổng lồ bao phủ thẩm bình nhíu mày hồn lực của ngươi cũng không xảy ra vấn đề kỳ quái đến cùng là do đâu hắn cảm thấy khó giải quyết nhạc linh lạc thở dài quên đi kỳ thật có thể tu luyện tới đây ta đã rất hài lòng luyện hư viên mãn cũng có mấy vạn năm tuổi thọ thẩm bình vẫn không có bỏ đi mà thông qua sáng chói tinh thể nói chuyện này cho sư tôn luyện tuyết cẩm có truyền thừa của chân bảo tiên đài kiến thức lịch duyệt bất phàm nghe được tình huống của nhạc linh lạc trầm ngâm nói ngươi hỏi nàng bình thường bế quan tu hành có gì lạ không thẩm bình thuật lại Nhạc Linh Lạc cẩn thận hồi tưởng một lượt. Cũng không có gì lạ. Thẩm Bình nghiêm túc nhắc nhở. Nhạc đạo hữu, việc này liên quan đến tương lai tu hành của ngươi, đừng giấu giếm. Chuyện này. Thật ra có một chuyện. Hai gò má Nhạc Linh Lạc ẩn đỏ. Bản thân tu hành đến nay, thường xuyên sẽ có huyết triều tiến đến. Huyết triều. Chính là kinh nguyệt. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người chuyện này sao có thể theo ta được biết nữ tu sau khi đến trúc cơ phần lớn đều sẽ biến mất cho dù thể chất đặc thù sau kết đan cơ bản sẽ không còn nhạc đạo hữu đã là tu sĩ luyện hư viên mãn lại còn có huyết triều nhạc linh lạc lắc đầu có thể là do thân thể ta đặc thù ta xem qua sách cổ trước kia cổ tu sĩ cũng có tình trạng như vậy thẩm bình cảm thấy không thể tưởng tượng nhất định trong này có vấn đề sau khi nói lại cho sư tôn luyện tuyết cẩm không khỏi khẽ a à, một tiếng vì sư biết nguyên nhân nữ tu luyện hư còn có huyết triều có hai khả năng một loại là giống như sư thúc ngươi chuyên tu huyết mạch không thể khống chế được huyết mạch trong cơ thể tăng tưởng khiến huyết triều lần nữa phát sinh một loại khác chính là huyết cổ thuật loại thuật pháp này rất hiếm thấy thuộc hàng cổ thuật pháp đứng đầu điều kiện thi triển vô cùng hà khắc mà tu sĩ huyết cổ thuật tạo nghệ tinh thâm có thể thông qua loại thuật pháp này đoạt xá trọng sinh vị la hà tiên tử này rất có thể đã đi qua một số thượng cổ di tích thẩm bình ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này sư tôn có biện pháp giải quyết không vi sư không rõ ràng nhưng tiền bối tiên đạo trong tộc chắc chắn biết rõ không bao lâu luyện tuyết cẩm liền trả lời ta đã hỏi thăm một vị tiền bối tiên đạo của chân bảo tiên đài loại huyết cổ thuật này muốn giải quyết nhất định phải tìm được ngọn nguồn của huyết cổ chỉ là rất khó tìm hơn nữa còn cần nàng không giữ lại chút nào để tu sĩ khác dùng thần thức dò xét bản thân bao gồm thức hải thẩm bình nghe được trầm mặt một hồi thức hải là nơi quan trọng nhất của mỗi một tu sĩ dù là giữa đạo lữ cũng không cho đối phương tiến vào thức hải cho dù là huyết mạch bản thân cũng như vậy thanh âm ôn hòa của luyện tuyết cẩm tiếp tục vì vậy đồ nhi ngươi phải hiểu chuyện này rất khó xử khuyết cổ thuật kỳ thật không khó thanh trừ lấy thần trí của ngươi chỉ cần tìm được ngọn nguồn liền có thể dễ dàng diệt trừ nó ngoại trừ tai họa ngầm khi thức hải mở ra đồng nghĩa toàn bộ ký ức kinh lịch của vị la hà tiên tử kia đều không thể giấu giếm đệ tử hiểu kết thúc giao lưu hắn nhìn nhạc linh lạc do dự một hồi mới nói chuyện này ra khuyết cổ thuật sắc mặt nhạc linh lạc trắng nhợt lúc ta còn là nguyên anh quả thực đã đi qua một thượng cổ di tích, từ khi đó trở đi vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng dù dùng thần thức kiểm tra bản thân, vẫn ra không được vấn đề, sau này thấy không có gì ảnh hưởng mới ném chuyện này ra sau, bây giờ nghĩ lại, rất có thể chính là do huyết cổ thuật khi đó. Đa tạ thẩm đạo hữu, nếu không nhờ ngươi, ta sợ rằng đến chết vẫn không biết căn nguyên vấn đề. Tại tu hành giới, đoạt xá cũng không hiếm thấy, một số nguyên anh thậm chí cả hóa thần khi thọ nguyên khô kiệt sẽ tiến hành đoạt xá nhưng thành công không nhiều bởi vì điều kiện đoạt xá quá hà khắc nếu ý chí túc chủ quá mạnh cơ bản sẽ thất bại hơn nữa dù đoạt xá thành công cũng chưa chắc có thể trưởng thành dù sao tu hành có đôi khi dựa vào cơ duyên nhưng có thể thi triển huyết cổ thuật nhất định là tu sĩ thượng cổ loại thuật pháp này trong tình huống hoàn toàn không biết được rất dễ dàng ra tay nếu không có thẩm bình la hà tiên tử rất có thể sẽ không còn là bản thân nữa thẩm đạo hữu ta chậm chạp không thể đột phá hợp thể tám thành là do huyết cổ thuật kia ta có cảm giác đợi ta thật sự đột phá hợp thể chính là thời điểm ta chết vì vậy xin thẩm đạo hữu lần nữa dùng thần thông giúp ta kiểm tra một chút nhạc linh lạc cắn răng nói thẩm bình bất đắc dĩ nói thần thông của ta cũng không phát hiện được trừ phi dùng thần thức dò xét dùng thần thức dò xét cơ bản không khác nào cá nước dù sao thần thức hợp thể hoàn toàn có thể ngưng tụ thành bản thể nhạc linh lạc do dự không chắc chắn suy tư nửa canh giờ nàng mới chậm rãi gật đầu nhắm mắt lại thẩm đạo hữu làm phiền thẩm bình thở sâu thần thức giống như xúc tu lan tràn ra ngoài rất nhanh đã chạm đến vạt áo nhạc linh lạc hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể nhạc linh lạc rung động theo thần thức thâm nhập pháp y tiếp xúc đến làn da trắng nõn loại rung động nào càng thêm kịch liệt thậm chí hắn có thể thấy rõ làn da dâng lên tầng đỏ ửng nhạc đạo hữu giữ vững tinh thần ta phải đi vào sâu dò xét thần thức tiếp tục thâm nhập vào da thần thức của thẩm bình quét qua kinh mạch huyết dịch thậm chí cả gân cốt ngũ tạng lục phủ của nhạc linh lạc đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn mỗi một tấc huyết dịch mỗi một tấc gân cốt kinh mạch thậm chí cả da từ trong ra ngoài lặp đi lặp lại dò xét mấy lần sau nửa chén trà thẩm bình mới thu hồi thần trí của mình mà nhạc linh lạc lúc này gian nan chống đỡ thân thể hai gò má đỏ bừng ánh mắt phức tạp nhìn thẩm bình nàng buồn bã nói thẩm đạo hữu có phát hiện không thẩm bình thở dài một tiếng không có nếu là huyết cổ thuật sơ kỳ như vậy dò xét sẽ có khả năng phát hiện nhưng nhiều năm như vậy huyết cổ thuật kia chỉ sợ đã thâm căng cố đế Nhạc Linh Lạc không nói chuyện, kỳ thật nàng làm sao không rõ ràng điểm ấy, nhưng nếu thả ra thần thức, vậy nàng sẽ không còn một chút xíu bí mật nào. Hơn nữa nếu thẩm bình nếu muốn, lúc dò xét nơi hoàng cung thức hải, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, sau này nàng sẽ vĩnh viễn bị đối phương bài bố, vì vậy cho dù đạo lữ tín nhiệm, cũng không thể nào làm được một bước này. Thẩm bình cũng rõ ràng điểm này, hắn không tiếp tục đề tài này nữa, mà hỏi. Đúng rồi, nhạc đạo hữu, lần trước ngươi truyền tin cho ta, nói nhân tộc quy hải tiền bối đi tìm ngươi hai lần. Nhạc Linh Lạc gật đầu, nàng điều chỉnh tốt tâm tình trả lời, quy hải tiền bối muốn gặp sư tôn ngươi. Lúc này mới 10 năm, có vẻ hơi gấp gáp rồi. Tu sĩ đại thừa bế quan ngàn năm là chuyện bình thường. Bây giờ là nhân tộc bồng lai tiên thành cùng dị tộc dằn co thời kỳ mấu chốt, quy hải tiền bối vội vàng như vậy, hẳn là muốn lôi kéo, mượn nhờ thực lực sư tôn ngươi để ảnh hưởng đến thế cục của bồng lai tiên thành. Lời này xác thực có mấy phần đạo lý. Nhạc Linh lạc liếc mắt thẩm bình. Ngươi thực không có cách nào liên hệ cùng sư tôn ngươi. Thẩm bình cười cười. Đó chỉ là mấy lời qua loa thôi, sư tôn ta không muốn lẫn vào chuyện phía bồng lai tiên thành, nhưng quy hải tiền bối nếu đã vội như vậy, ít ngày nữa ta sẽ hỏi phía sư tôn, xem có thể đi gặp một lần không. Hai tháng sau. Thẩm Bình kích hoạt thiên phú cường hóa, pháp lực thần thức trong nháy mắt tăng vọt đến đại thừa. Sau đó để La Hà Tiên Tử thông báo cho ba người Quy Hải tiền bối hẹn ở bên ngoài thành. Kỳ thật mà nói, Thẩm Bình cũng muốn dùng thân phận này gặp ba vị nhân tộc độ kiếp. Dù sao hắn cứ tiếp tục ở kiếm ấn thành cũng không ổn, không có cách nào cùng thê thiếp đạo lữ cá nước. Với hắn bà nói sẽ ảnh hưởng rất ớn. Phải biết bản bệnh thần phù chỉ còn một chút nữa thôi là có thể ngưng tụ tia thứ tư cũng bởi vì chuyện này mà trễ nải 10 năm. Cổ Nguyệt Tông Ba vị độ kiếp tụ tập cùng một chỗ, thương lượng chuyện gặp mặt cùng thẩm bình. Vị đại thừa chân bảo các này cũng quá kiêu ngạo rồi, bắt chúng ta phải đi gặp hắn. Không phải chỉ dựa vào tiên khí tiêu diệt mấy vị đại thừa dị tộc thôi sao? Mà thôi, đây là chuyện nhỏ, tiên khí mới quan trọng, đợi đến khi gặp hắn, nhất định phải thám thính nội tình của hắn. Quy hải đạo nhân nhìn hai vị độ kiếp còn lại, trầm giọng nói, nếu hắn không chịu giao ra tiên khí, hai vị chớ hành động hồ đồ. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, thêm một kiện tiên khí, đối với bồng lai tiên thành nhân tộc ta mà nói, ảnh hưởng cực lớn. Trong đó, một vị độ kiếp cao mày nói, quy hải đạo hữu, đối phương mang tiên khí, nếu thực sự không nguyện ý xuất ra, chúng ta cũng không thể ép buộc. Chúng ta đương nhiên không có cách nào ép buộc, nhưng cũng không đại biểu những cường giả khác không có cách. Quy hải đạo nhân thản nhiên nói. Hai vị độ kiếp khác giật mình. Ngươi nói là dị tộc. Đúng. Những độ kiếp linh tộc, yêu tộc kia, khẳng định cũng đoán được chuyện vị đại thừa này mang theo tiên khí, vì lẽ đó hôm nay chúng ta hẹn gặp tại đây. Nếu đối phương thật sự không bằng lòng, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình đồng tộc. Thế nhưng nếu để cho dị tộc đoạt được tiên khí, vậy chẳng phải sẽ nguy hại cho bồng lai tiên thành chúng ta sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, ha ha, vị đại thừa này thực lực không yếu, sao có thể dễ dàng bị dị tộc độ kiếp giết chết? Cách kiếm ấn thành mấy trăm dặm, tại một khe núi nọ. Thẩm Bình phất tay áo. Bên trong khe núi dòng sông đột ngột mọc lên một thạch đình, hắn ngồi trong đó, ung dung pha trà, tự mình thưởng thức. Chỉ chốc lát sau. Không khí chấn động, không gian ẩn ẩn vạn vẹo. Ba vị nhân tộc đổ kiếp với khí tức nội liễm chậm rãi hiện thân, nhìn thấy Thạch Đình, bọn họ liền cất bước đi vào. Quy hải đạo nhân trực tiếp ngồi xuống, đưa mắt về phía thẩm bình, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Quả nhiên chỉ là đại thừa, mọi chuyện xem ra dễ làm hơn nhiều. Hai vị đổ kiếp còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng dâng lên chút nóng bỏng. Đại thừa mà nắm giữ tiên khí, đó chính là phung phí của trời. Vãn bối họ hứa, bái kiến ba vị tiền bối. Thẩm Bình cung kính hành lễ, sau đó lần lượt rót trà cho ba vị nhân tộc độ kiếp. Hương trà lan tỏa, quấn quanh thạch đình. Trà ngon. Quy hải đạo nhân khen một câu. Hứa đạo hữu không cần khách khí. Ngươi có thể diệt sát yêu tộc, linh tộc cảnh giới đại thừa trung kỳ, thực lực quả thực bất phàm. Ngay cả các tán tiên tiền bối bên bồng lai cũng hết lời khen ngợi trước mặt ngươi, chúng ta nào dám xưng tiền bối. Thẩm Bình mỉm cười, không tiếp tục khách sáo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ba vị tiền bối muốn gặp vãn bối, không biết có chuyện gì. Ba vị tu sĩ đổ kiếp liếc nhìn nhau. Sau đó Quy Hải Đạo Nhân nói thẳng, hứa đạo hữu chỉ với tu vi đại thừa sơ kỳ đã có thể dễ dàng tiêu diệt dị tộc đại thừa trung kỳ, hẳn là nhờ vào pháp bảo tiên khí. Không đợi thẩm bình mở miệng, hắn lại nói tiếp, chúng ta đều đã đi dò xét qua chiến trường vi lực tại đó chắc chắn là do tiên khí tạo thành nghe quy hải đạo nhân nói vậy thẩm bình vốn còn đang nghĩ cách giải thích về thực lực của mình lúc này liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu không sai ba vị tiền bối quả nhiên nhãn lực độc đáo phản bối đúng là có một kiện tiên khí nghe vậy ba vị tu sĩ độ kiếp lập tức lộ ra nụ cười nhẹ quy hải đạo nhân nói tiếp không biết tiên khí trên người hứa đạo hữu là ngẫu nhiên đoạt được hay là được vị tán tiên tiền bối nào ban tặng. Thẩm Bình tùy ý đáp, vãn bối may mắn nhặt được trong một tiên phủ. Nụ cười trên mặt Quy Hải đạo nhân càng thêm rạng rỡ. Ra là vậy. Hiện giờ tình hình Bồng Lai tiên thành bất ổn, nhân tộc ta và dị tộc đang ở thế như nước với lửa. Mà uy lực của tiên khí lại quá lớn, tu vi đại thừa rất khó phát huy hết được. Nếu có thể do các vị tán tiên tiền bối trong tộc khống chế thúc dục, tin rằng nhất định có thể phát huy được uy lực thực sự của tiên khí. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này đánh tan thế lực dị tộc tại Bồng Lai Tiên Thành. Thẩm Bình ngẩn người. Hắn không ngờ ba vị tiền bối nhân tộc này hẹn mình đến đây chỉ vì chuyện này. Ý của tiền bối là muốn ta giao ra tiên khí. Quy Hải đạo nhân lắc đầu. Không phải giao ra, mà là tạm thời cho các vị tán tiên tiền bối ở Bồng Lai Tiên Thành mượn chờ sau khi giải quyết xong vấn đề dị tộc đương nhiên sẽ trả lại cho ngươi thẩm bình không khỏi cười nụ cười có phần lạnh lẽo hắn thật sự không ngờ quy hải đường đường là một độ kiếp tiền bối mà lại có thể mặc giày vô sĩ đến vậy xem ra năm tháng tu hành chẳng liên quan gì đến phẩm hạnh cho dù là mấy vạn năm trôi qua bản chất xấu xa bên trong cũng không thể thay đổi nói là mượn kỳ thực là muốn cướp trắng trợn quy hải tiền bối đừng nói đùa đây là tiên khí của tại hạ, sao có thể tùy tiện cho người khác mượn. Nếu tại hạ muốn mượn tính mạng của quy hải tiền bối, chẳng lẽ tiền bối cũng cho mượn sao? Đối phương không cần mặt mũi, hắn đương nhiên cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì. Hai vị tu sĩ độ kiếp khắc lập tức quát lớn, hứa đạo hữu, chú ý thái độ của ngươi, sao dám ăn nói với quy hải đạo hữu như vậy? Quy hải đạo nhân vất tay áo, nhìn chầm chầm thẩm bình, Ôn Hòa nói, ta biết chuyện này có chút khó chấp nhận. Nhưng mà hứa đạo hữu, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Nếu như thế lực nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành sụp đổ, chân bảo các do đệ tử của ngươi thành lập cũng sẽ bị diệt vong. Lần này ngươi có thể đánh chết các tộc ở cảnh giới Đại Thừa Trung Kỳ, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến bọn chúng không tiếp tục ra tay là vì kiên dè các vị tiền bối nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành. Tổ chim bị phá, trứng nào còn nguyên vẹn. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ." Thẩm Bình cười lạnh. Hắn thừa nhận Chân Bảo Các có thể vượt qua cơn nguy khốn lần này là nhờ có các vị tiền bối nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành chống đỡ phía trước. Nhưng muốn dùng đại cục để gây áp lực cho hắn, Quy Hải đạo nhân đúng là nghĩ quá đơn giản. Xây dựng Chân Bảo Các từ sớm là vì muốn phòng bị trước. Giờ đây, theo sự lớn mạnh của Chân Bảo Các, có một số việc hắn không thể không quản nhưng nếu nói phải vì chân bảo cắt mà chịu thiệt thòi hắn tuyệt đối sẽ không làm nếu quy hải tiền bối không còn chuyện gì khác tại hạ xin phép cáo lui nói xong hắn liền đứng dậy sắc mặt quy hải đạo nhân sa sầm hứa đạo hữu thật sự không lo lắng cho đại cục chút nào sao chỉ tạm thời mượn mà thôi lão phu lấy nhân cách ra đảm bảo tương lai nhất định sẽ trả lại cho ngươi điều kiện tiên quyết là thẩm bình sống sót Hai vị tu sĩ độ kiếp còn lại hiểu rõ trong lòng, chỉ cần có thể cướp được tiên khí, bọn họ sẽ nhân cơ hội giết chết hứa đạo hữu này. Thẩm Bình không để ý đến quy hải đạo nhân nữa, pháp lực trong cơ thể được thúc giục, trong nháy mắt hóa thành một luồng độn quang biến mất. Bên trong thạch đình, ba vị tu sĩ độ kiếp là quy hải đạo nhân chỉ khẽ nhíu mày, không có phản ứng gì quá đáng, bởi vì chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, có thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa, ai cũng hiểu rõ bản thân, nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không tự hạ thấp mình. Quy hải đạo hữu, thật sự muốn báo cho đám dị tộc kia sao? Hai vị tu sĩ độ kiếp còn lại có chút do dự. Quy hải đạo nhân thản nhiên nói, chuyện ba người chúng ta ra tay, há có thể giấu giếm được đám dị tộc kia. Lão già linh tộc, yêu tộc kia đều đang theo dõi chúng ta hơn nữa vừa rồi ta đã dò xét qua hứa đạo hữu kia cũng không hề bố trí kết giới cách âm với trận pháp ta tiện tay bố trí thì sao có thể ngăn cản được bọn chúng dò la hai vị tu sĩ độ kiếp còn lại nghe vậy đều cười lớn hay cho quy hải đạo hữu suy nghĩ thật chu toàn lần này nếu hứa đạo hữu kia bị giết cũng không trách được chúng ta quy hải đạo nhân hít mắt đúng vậy chúng ta chỉ đi giúp đỡ thôi còn có thể cứu được Hứa Đạo hữu kia hay không, phải xem số phận của hắn. Bên trong động quang, Thẩm Bình trầm mặc. Chuyện hôm nay nằm ngoài dự liệu của hắn. Chủ yếu là do con đường tu hành từ trước đến nay quá mức thuận lợi. Từ khi trở thành khách khanh nhất đẳng ở Vân Sơn phường, hắn rất ít khi bị uy hiếp như vậy. Những tu sĩ tiền bối mà hắn gặp đều nể mặt chân bảo cát, dành cho hắn một phần tôn trọng nhất định kể cả sau khi rời khỏi ngũ châu tứ hải cho đến nay, hắn cũng rất ít khi gặp phải chuyện thế này. Hơn nữa, tình hình nhân tộc hiện tại rất nguy cấp, cho dù các tu sĩ có xung đột với nhau cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định, bởi vì bọn họ có chung kẻ địch. Bản thân hắn cũng luôn nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn được chứng kiến sự xấu xa của tu sĩ. Ban đầu, hắn còn tưởng ba vị độ kiếp kia muốn lôi kéo mình, kết quả là muốn mượn tiên khí, đúng vậy. Hắn có tiên khí. Nhưng tại sao phải đưa cho bọn họ, nếu như thế lực nhân tộc ở bồng lai tiên thành thực sự gặp nguy hiểm, cần có người ra tay, hắn có thể giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không phải theo kiểu bị ép buộc như vậy. Trung quy là do tu vi còn quá thấp. Đại thừa tuy là tu sĩ cường đại ở hạ giới, nhưng trước mặt độ kiếp, tán tiên vẫn chưa đủ bỏ vào mắt. Thậm chí trong mắt những cường giả tiên đạo, ta chỉ là một thú linh thiên tài nhỏ yếu, cần được che chở, cần được chủng tộc bồi dưỡng mà thôi. Bởi vì vậy nên bọn họ mới bất mãn khi ta yêu cầu tự mình xử lý thú văn kim quả, bởi vì vậy nên bọn họ mới dám trực tiếp mượn tiên khí. Ánh mắt thẩm bình càng thêm kiên định. Người ta rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Ầm ầm ầm, đúng lúc này. Từ phía chân trời xa xôi bỗng truyền đến tiếng nổ vang dội như sấm rền. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên ha ha hứa đạo hữu xin dừng bước giọng nói vừa dứt trong phạm vi trăm dặm xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng giống như những hạt cát trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh đất vàng vô biên vô tận đất vàng bao phủ cả bầu trời như một cơn bão cát vây kính không gian xung quanh thẩm bình đồng tử thẩm bình co rút lại hắn cảm nhận được dao động của tiên khí từ trong cơn bão cát nhưng điều khiến tâm trạng hắn thay đổi lại chính là câu nói, hứa đạo hữu, kia. Phải biết, lúc trước ở Thạch Đình, hắn đã tận mắt chứng kiến quy hải đạo nhân bố trí trận pháp ngăn cách, nhưng dị tộc phía sau lại biết rõ ràng hắn dùng tên giả, chứng tỏ kết giới kia có vấn đề. Chật chật, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Quả nhiên là một mưu kế hay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Thời gian cường hóa thiên phú sắp đến, đối mặt với cường giả dị tộc độ kiếp có tiên khí trong tay, hắn chỉ có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, không chút do dự. Pháp lực khổng lồ trong cơ thể bùng nổ, hình thái thứ hai của tàm ti nhận giải phóng toàn bộ uy lực, lôi vũ lôi ngục trong nháy mắt giáng xuống, trực tiếp mở ra một con đường trong bức tường cắt trước mặt. Ngay sau đó, hắn lóe người, thi triển thiên phú thuấn di rời đi, sao có thể như vậy? Thần thông gì thế này? Biến mất trong nháy mắt, hơn nữa trong phạm vi vạn dặm không cảm nhận được chút khí tức nào. Độ kiếp yêu tộc và viêm tộc ẩn nấp trên không trung đều đồng loạt hiện thân, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm vào khoảng không trống rỗng bên trong cơn bão cát. Độ kiếp linh tộc thi triển tiên khí nhíu mày. Truy đuổi. Sa mạc này là do tiên khí tạo thành, cho dù hắn có chạy thoát thì người cũng đã dính phải khí tức của tiên khí, chúng ta lập tức truy đuổi theo ba hướng với tốc độ nhanh nhất cho dù là thần thông cũng không thể dịch chuyển quá xa. Hắn đoán không sai. Thiên phú thuấn di của thẩm bình tuy có thể dịch chuyển xa, nhưng đối với tu sĩ độ kiếp mà nói thì cũng không tính là quá xa. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, thẩm bình có thể liên tục thi triển thuấn di. Phút phút phút, thân ảnh thẩm bình liên tục lóe lên. Bên trong động Quang, xương cốt và huyết dịch của thẩm bình như sôi trào. Phát hiện đã đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn tìm một dãy núi hoang vắng trực tiếp chui xuống lòng đất bố trí kết giới ngăn cách sau đó mới ngồi xuống điều tức hắn không lo lắng đám cường giả độ kiếp kia có thể đuổi kịp mình dù sao với thiên phú thúng di hắn muốn đi thì đi cho dù là tán tiên cũng không thể ngăn cản hắn có thể chạy trốn nhưng thê thiếp đạo lữ của hắn đều đang ở hôi thạch thành tuy lấy danh là hứa đạo hữu nhưng đệ tử kia là do hắn sáng lập đối mặt với tiên khí ai biết đám cường giả độ kiếp kia sẽ làm ra chuyện gì nhất là nếu bọn chúng nhắm vào vương vân vu yến vậy thì phiền phức rồi nghĩ đến đây sau khi khôi phục sơ qua thẩm bình lập tức thuấn di về hôi thạch thành nhìn thấy phu quân trở về vương vân vu yến cùng các thê thiếp đạo lữ đều vô cùng vui mừng vân nhi yến nhi đây là kim văn điện từ giờ các nàng hãy ở yên trong này Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, nhớ kỹ chưa? Thẩm Bình thúc giục Kim Văn Điện phóng to, đặt trong phủ thành chủ, ngụy trang thành một cung điện bình thường, sau đó để Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh đều đi vào trong. Kim Văn Điện này còn an toàn hơn cả tiên trận nhiều. Phu quân, có chuyện gì vậy? Thấy Thẩm Bình nghiêm túc như vậy. Vương Vân, Vu Yến đều cảm thấy có gì đó không ổn. Có mấy tên đổ kiếp đang truy sát ta, nhưng các nàng yên tâm, nếu chỉ có một mình, bọn chúng không thể làm gì được ta." Thẩm Bình không hề giấu giếm. "Thời gian không còn nhiều, các nàng hãy nhớ kỹ lời ta, ngàn vạn lần đừng rời khỏi cung điện này." Vương Vân, Vu Yến cùng các nàng đều gật đầu. "Phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận. Chúng ta chờ chàng trở về." Trên mặt các thê thiếp đạo lữ đều lộ vẻ lo lắng. Thẩm Bình mỉm cười, hôn lên mặt từng người sau đó biến mất hắn biết mình không thể ẩn nấp quá kỹ nếu không đám lão già độ kiếp kia nhất định sẽ nghĩ cách ép hắn ra mặt dù sao đã ra tay rồi phải nhổ cỏ tận gốc vì vậy sau khi hoàn toàn khôi phục hắn dùng hải thú chi nhãn quan sát một chút sau đó cố ý xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của linh sư trưởng lão kia chỉ trong vài nhịp thở đối phương đã phát hiện ra khí tức của hắn thật sự có thể chạy trốn chỉ là một tên đại thừa, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã chạy ra hơn 10 vạn dặm. Vạn dặm đại na di phù chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi vạn dặm, nhưng đối phương chỉ với một thần thông đã chạy ra hơn 10 vạn dặm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cường giả tán tiên khống chế tiên khí phi hành cũng phải mất mấy chục nhịp thở mới có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy. Tên kia đang ở Diệp Hỏa Sơn mạch, mau đến đây linh sư trưởng lão lập tức thông báo cho hai vị tu sĩ độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc thẩm bình không vội vàng thuấn di bỏ chạy mà lơ lửng trên không trung sau khi vị cường giả độ kiếp của linh tộc kia đến nơi hắn lạnh lùng nói xem ra bài học dành cho linh tộc các ngươi vẫn chưa đủ sâu sắc chỉ chết có một tên đại thừa trung kỳ và một tên đại thừa khác đối với các ngươi mà nói chắc chắn thấm vào đâu nhưng nếu ta giết chết vị độ kiếp như ngươi chắc hẳn đám người ở bồng lai tiên thành kia sẽ cảm thấy đau lòng đấy linh sư trưởng lão cười ha hả ngươi dựa vào uy lực của tiên khí mà còn dám mạnh miệng trước mặt ta gan cũng không nhỏ thần thông mà ngươi vừa thi triển chắc chắn không thể sử dụng được trong thời gian ngắn hôm nay xem ngươi chạy đi đâu ầm 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 tiếng sấm rền vang lên lần nữa trong phạm vi trăm dặm vô số hạt cắt xuất hiện trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một cơn bão cát che khuất cả đất trời, tựa như cảnh tượng ngày tận thế. Thẩm Bình hừ lạnh một tiếng. Tàm ti nhận mỏng như cánh ve nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Theo thần thức dẫn dắt, kỳ thú đồ án trong không gian được mở ra, lôi ti quan vực bùng nổ. Lôi quan khủng bố của lôi ngục mang theo uy lực của phong lôi, trong nháy mắt va chạm với bão cát. Quy lực của tiên khí và thú linh bảo cấp cao va chạm, khiến không gian trong phạm vi trăm dặm rung chuyển dữ dội diệp hỏa sơn mạch rộng lớn phía dưới trong nháy mắt biến thành một vùng đất hoang dư âm cuồng bạo càng quét xung quanh ầm ừ, nhưng lôi quang chỉ dừng lại trong chốc lát sau đó xuyên thủng bão cát đánh thẳng về phía linh sư trưởng lão đang điều khiển tiên khí sắc mặt vị độ kiếp của linh tộc kia biến đổi hắn không kịp kinh ngạc vội vàng thúc giục tiên khí trong lòng bàn tay chuyển từ công kích sang phòng ngự trong nháy mắt vô số hoàng sa ngưng tụ lại, tạo thành một bàn tay cắt khổng lồ. ầm, uhm, bàn tay cắt lại một lần nữa bị đánh tan. Nhưng uy lực của lôi quang cũng đã giảm đi rất nhiều. Linh sư trưởng lão nhân cơ hội điều khiển một kiện ngụy tiên khí khác, thúc giục uy lực mạnh nhất của nó, đánh tan lôi ti quan vực đã suy yếu. Tiên khí quả nhiên lợi hại. Một tên đại thừa như ngươi căn bản không thể phát huy được uy lực của tiên khí, vậy mà có thể đánh tan bàn tay cát của ta, thậm chí suýt chút nữa đã khiến ta không đỡ được. Bảo vật như vậy mà nằm trong tay ngươi thật là lãng phí. Ánh mắt hắn nóng bỏng, tràn đầy tham lam. Nếu có thể cướp được tiên khí, dựa vào nó, hắn có thể giao chiến với cả tán tiên, địa vị trong tộc chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Tên này là độ kiếp trung kỳ, bên cạnh còn có tiên khí vừa công vừa thủ, muốn giết hắn e là có chút khó khăn. Thẩm Bình thầm nghĩ dựa vào uy lực hình thái thứ hai của thú linh bảo cấp cao hắn có thể vô địch trong cảnh giới đại thừa ngay cả khi giao chiến với cường giả độ kiếp cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng tiên khí dù sao cũng không phải pháp bảo bình thường cho dù uy lực của thú linh bảo cấp cao có mạnh hơn nữa cũng không thể phá hủy được tiên khí không còn cách nào khác tu sĩ dựa vào pháp bảo để tăng cường thực lực là chuyện không thể chối cãi đây cũng là lý do tại sao có nhiều tu sĩ trong tu tiên giới đổ xô đi tìm kiếm di tích như vậy, bởi vì trong di tích thường có pháp bảo mạnh mẽ. Có nên sử dụng thần thông phù đạo hay không? Đang do dự. Hai luồng khí tức mạnh mẽ từ đằng xa lao đến với tốc độ cực nhanh. Thẩm Bình không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người bỏ chạy. Ba vị độ kiếp của yêu tộc, viêm tộc và linh tộc hội hợp. Nhìn Thẩm Bình đã biến mất, bọn họ đều nhíu mày thủ đoạn chạy trốn của tên này thật lợi hại đúng vậy quả thực có chút khó giải quyết ngay cả linh sư đạo hữu cũng không làm gì được hắn chỉ dựa vào ba người chúng ta muốn giết hắn hơn nữa còn phải cướp được tiên khí trên người hắn e là có chút khó khăn linh sư trưởng lão lên tiếng nhắc nhở vừa rồi ta đã giao thủ với hắn nếu không phải có tiên khí bảo vệ giờ phút này ta rất có thể đã bị thương nghe vậy hai vị độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc đều kinh hãi cái gì sao có thể như vậy hắn chỉ là một tên đại thừa cho dù có tiên khí bên người cũng không thể nào là đối thủ của linh đạo hữu tiên khí là bảo vật như vậy tu sĩ đại thừa chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một phần uy lực còn hợp thể cho dù có tiên khí trong tay cũng không thể nào thúc giục được bởi vì chỉ cần cưỡng ép thi triển uy lực của tiên khí cũng cần phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực thậm chí có thể trực tiếp hút cạn một tên hợp thể. Đối mặt với uy lực của tiên khí, cho dù là đại thừa hậu kỳ cũng không chịu nổi. Thứ này giống như bom nguyên tử đối với người thường vậy. Mà linh sư trưởng lão là độ kiếp trung kỳ, cho dù không có tiên khí cũng không phải là một tên đại thừa có thể làm bị thương. Ta không phải đang nói quá đâu. Thủ đoạn công kích và chạy trốn của tên kia đều rất mạnh mẽ ta nghi ngờ hắn có biện pháp nào đó có thể thúc giục một phần uy lực của tiên khí có lẽ là thủ đoạn mà chủ nhân của tiên khí để lại khi hắn có được nó linh sư trưởng lão suy đoán hai vị độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc đều trở nên nghiêm túc điều này hoàn toàn có khả năng tiên khí nào mà chẳng có chủ nhân ở hạ giới cơ bản đều là truyền thừa mà tiên phủ để lại nếu có tu sĩ nào đó may mắn có được tiên khí rất có thể sẽ nhận được truyền thừa của chủ nhân tiên phủ, nắm giữ một số thủ đoạn thần kỳ cũng là chuyện bình thường. Thực ra, ngay cả những tên độ kiếp như bọn họ, đôi khi muốn truyền thụ bí pháp của bản thân cũng sẽ làm như vậy. Linh đạo hữu, ngươi thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai kiện tiên khí của chúng ta tuy phòng ngự mạnh mẽ, nhưng lại không có khả năng công kích và trói buộc. Nếu gặp phải hắn, chúng ta sẽ không có cách nào đối phó. Hai vị độ kiếp nhìn về phía linh sư trưởng lão. Linh sư cao mày. Biết trước tên kia khó đối phó như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Có thể trở thành độ kiếp, bọn họ đều là những kẻ cẩn thận, luôn lựa chọn phương án an toàn nhất. Dù sao chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất, vì một chút cơ duyên mong manh mà liều mạng mạo hiểm, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Nhưng bây giờ đã ra tay rồi, hối hận cũng không kịp nữa giờ chỉ còn cách đi mượn một kiện tiên khí có khả năng trói buộc, khống chế hắn, sau đó hợp lực ba người chúng ta tiêu diệt hắn. Hai vị độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó xử. Linh đạo hữu, tiên khí vốn đã hiếm khang, đều nằm trong tay các vị tán tiên tiền bối, loại có khả năng trói buộc, khống chế địch nhân thì càng hiếm hơn. Chúng ta không quen biết ai có cả. Linh sư trưởng lão vốn cũng không trông chờ gì vào hai người bọn họ linh tộc chúng ta có một vị tán tiên tiền bối sở hữu tiên khí trói buộc. Nhưng nếu thành công, tiên khí trên người tên kia phải thuộc về linh tộc chúng ta. Cái này. Được rồi. Hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai vị độ kiếp đành phải đồng ý, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu những bảo vật khác trên người hắn, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn. Tên kia quỷ quyệt như vậy, chạy trốn lại càng là sở trường, trên người chắc chắn còn có bảo vật khác. Có thể. Tại một nơi khác trên bầu trời, Quy Hải đạo nhân và ba vị nhân tộc độ kiếp khác cũng đang cao mày. Từ lúc vị Hứa đạo hữu kia rời đi đến giờ đã qua mấy canh giờ rồi, vậy mà ba tên yêu tộc kia vẫn chưa bắt được hắn, thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng điều kiện tiên quyết là bọ ngựa phải ở trên cành cây đã. Ba tên độ kiếp của yêu tộc và linh tộc kia vô dụng thật hừ, ngay cả một tên đại thừa cũng không bắt được, ngày thường ở bồng lai tiên thành ra vẽ ta đây, xem ra cũng chỉ giỏi khoác lác mà thôi. Quy hải đạo nhân thở dài, thật sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Linh sư kia là độ kiếp trung kỳ của linh tộc, thực lực không yếu, trên người lại có tiên khí vừa công vừa thủ, đổi lại là đại thừa khác đã sớm bị bắt gọn rồi. Xem ra thủ đoạn chạy trốn của tên hứa đạo hữu kia rất cao minh. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi, ba tên linh tộc, yêu tộc, viêm tộc kia nhất định sẽ không bỏ cuộc. Không ai có thể giữ được lý trí trước một kiện tiên khí. Cho dù là tán tiên cũng không, huống chi bọn chúng biết rõ đối phương chỉ là đại thừa. Một khi đã ra tay, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí càng khó khăn, bọn chúng càng muốn dốc toàn lực để giết chết đối phương. Bên trong một dãy núi hùng vĩ cách biên giới hắc vụ không xa. Thẩm Bình xuất hiện. Hắn cảm nhận một chút, phát hiện nơi đây có không ít sinh linh dị tộc nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh thế là khí tức khủng bố trên người hắn tỏa ra khiến đám nguyên anh dị tộc kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn không dám dừng lại dù chỉ là một chút hắn tùy ý vỗ một chưởng lên sườn núi tạo thành một động phủ sau khi bố trí kết giới đơn giản hắn liền ngồi xuống điều tức khí tức đại thừa trên người hắn biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại hợp thể sơ kỳ nếu không phải thời gian cường hóa thiên phú có hạn hắn thật sự muốn đi dạo chơi với ba tên độ kiếp dị tộc kia một chút tên độ kiếp của linh tộc kia đã được chứng kiến thủ đoạn của ta nếu là ta nhất định sẽ yên tĩnh một thời gian sau khi chuẩn bị đầy đủ mới động thủ nhưng đám linh tộc kia suy nghĩ khác người thường nói không chừng sẽ đi tìm trợ thủ mà muốn đối phó với ta trước tiên phải khống chế ta nói như vậy rất có thể bọn chúng sẽ đi tìm tiên khí có khả năng trói buộc. Trong lúc nghỉ ngơi khôi phục, Thẩm Bình suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù đối mặt với tán tiên cũng không sợ, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, nhất là khi liên quan đến tính mạng của bản thân, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Huống chi đối thủ là độ kiếp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Vì vậy, cứ trốn tránh mãi không phải là cách hay, nhất định phải cho bọn chúng một đòn thật đau khiến bọn chúng chừa thói lén lút ám toán nghĩ vậy hắn lấy ra tinh thể sáng chói gửi tin nhắn cho sư tôn về phương diện này hắn không có nhiều kinh nghiệm thay vì tự mình vắt óc suy nghĩ đối sách chi bằng tìm sư tôn thương lượng rất nhanh giọng nói ôn hòa của luyện tuyết cẩm truyền đến sau khi biết chuyện thẩm bình gặp phải nàng vô cùng kinh ngạc đồ nhi sao ngươi lại đắc tội với ba tên độ kiếp của yêu tộc, linh tộc và viêm tộc? Theo tình hình ở khu vực phía Tây Thái Âm Chi Uyên, nếu không nắm chắc phần thắng, bọn chúng sẽ không dễ dàng ra tay như vậy. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói là vì tiên khí. Bọn chúng tưởng rằng uy lực của thú linh bảo cấp cao mà ta thi triển là do tiên khí. Ban đầu ta không muốn lộ diện, nhưng ba tên nhân tộc kia. Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Luyện tuyết cẩm không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói, đạt đến cảnh giới độ kiếp, bọn chúng đều là những kẻ tính toán thiệt hơn, nếu đã đoán được ngươi có tiên khí, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy. Đồ nhi, ngươi nghĩ rất đúng, muốn khiến bọn chúng bỏ ý đồ, chỉ trốn tránh là không đủ. Theo ý kiến của ta, ngươi nên đến bồng lai tiên thành. Hiện tại, tình hình ở bồng lai tiên thành đang rất căng thẳng nếu ngươi có thể gây ra tổn thất lớn cho dị tộc, bọn chúng sẽ phải kiên dè, không dám manh động. Điều duy nhất cần cân nhắc là vấn đề an toàn. Dù sao bồng lai tiên thành cũng có tán tiên trấn giữ, mà tán tiên ra tay chắc chắn như sấm sét vang trời. Nói đến đây, luyện tuyết cẩm lại nói, ngươi có thể tập kích vào đội thương nhân của dị tộc ở bồng lai tiên thành. Chỉ cần liên tục quấy rối, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám tán tiên. Mà một khi tán tiên của Bồng Lai Tiên Thành ra tay, tán tiên của nhân tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên. Đây quả là một biện pháp hay. Tuy không quá cao minh, nhưng lại rất phù hợp với hắn. Với Thiên Phú Thuấn Di, hắn có thể đến đi tự do. Hơn nữa còn có hải thú chi nhãn hỗ trợ, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn có thể phát hiện ra động tĩnh của tán tiên từ sớm. Sư Tôn, vậy ta sẽ đến Bồng Lai Tiên Thành luyện tuyết cẩm không khỏi dặn dò đồ nhi tuy ta đề nghị như vậy nhưng đó chỉ là kinh nghiệm của ta ngươi phải tự mình xem xét mà quyết định bất cứ lúc nào cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu ngươi là thú linh thiên tài tương lai nhất định không tầm thường thẩm bình hiểu ý của sư tôn mỉm cười nói sư tôn yên tâm ta rất quý trọng mạng sống của mình luyện tuyết cẩm không khỏi bật cười suýt chút nữa nàng đã quên mất tên đồ đệ này của mình chưa bao giờ thích mạo hiểm chém giết. Lần này cũng là bất đắc dĩ, nếu thật sự phải ra tay, hắn nhất định sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Nếu thực sự không ổn, ta sẽ thông báo cho vị kim tiên tiền bối ở Tinh Hải, để người hỗ trợ ngươi. Vâng. Thực ra, luyện tuyết cẩm biết rõ thẩm bình có tiên trận, còn có cả tiên khí khác, nên cho dù đối mặt với tán tiên thì đồ đệ của mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm đây cũng là lý do chính khiến nàng đề nghị hắn đến bồng lai tiên thành hơn nữa ở tinh hải còn có vị kim tiên tiền bối kia nếu đến lúc nguy cấp chỉ cần vài hơi thở là người đó có thể đến bồng lai tiên thành nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn quyết định báo cáo chuyện này cho đế tôn nhân tộc nghe xong đế tôn nhân tộc lập tức lệnh cho nam cực tiên tôn phân phó cho kim tiên hạ giới chú ý đến tình hình ở bồng lai tiên thành mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng đã liên quan đến thú linh thiên tài thì chính là đại sự. Chiến trường biên giới tinh hải Bên trong cung điện của nhân tộc Lê Kim Tiên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn điều khiển Kim Tiên khôi lỗi phân bố ở những vị trí quan trọng trên phòng tuyến, có thể kịp thời phát hiện động tĩnh của dị tộc. Hơn nữa, phòng tuyến còn được bao phủ bởi trận pháp, chỉ cần có dao động khí tức cấp chân tiên, thậm chí là dao động khí tức của sinh linh cũng sẽ bị phát hiện còn chân tiên trở xuống sẽ không nằm trong phạm vi theo dõi sau khi nhận được tin nhắn của nam cực tiên tôn lê kim tiên chậm rãi mở mắt nhìn về phía bồng lai tiên thành trong mắt hắn toàn bộ khu vực phía tây giống như tân thủ thôn căn bản không có chút nguy hiểm nào nhưng dù sao cũng liên quan đến thú linh thiên tài không thể lơ là được có nên phái một tên thiên tiên dưới trướng đến bồng lai tiên thành hay không không cần nhúng tay vào tình hình ở bồng lai tiên thành nếu phát hiện có tán tiên nào ra tay với đại thừa, hợp thể, ngươi có thể ra mặt ngăn cản, để tán tiên của nhân tộc kia biết điều mà lui. Thuộc hạ tuân mệnh. Cường giả tiên đạo không được phép can thiệp vào chuyện của hạ giới, đây là quy tắc ngầm mà các tộc đều phải tuân thủ. Ngay cả khi nhân tộc cường thịnh nhất, hay đứng đầu vạn linh bản cũng chưa từng phá vỡ quy tắc này. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, một khi quy tắc này bị phá vỡ, các tộc sẽ rơi vào cảnh chiến tranh triền miên, không có hồi kết. Thẩm Bình không biết rằng ở chiến trường Tinh Hải đã có thiên tiên đến bồng lai tiên thành. Sau khi điều chỉnh khôi phục, hắn chậm rãi cưỡi thú linh bảo bay về phía bồng lai tiên thành. Kẻ nóng vội là đám dị tộc độ kiếp kia, chứ không phải hắn. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của ta, muốn giết chết độ kiếp rất khó. Nếu thi triển thần thông phù đạo vẫn có khả năng thành công, nhưng ba tên dị tộc kia luôn ở gần nhau, một khi ra tay hai tên còn lại sẽ lập tức đến hỗ trợ thực ra lý do hắn không ra tay là vì không rõ hai tên kia có tiên khí hay không nếu có vậy là loại tiên khí gì phải biết rằng thần thông phù đạo chủ yếu là đánh úp bất ngờ chỉ có thể thi triển một lần trừ phi nắm chắc phần thắng tuyệt đối nếu không hắn sẽ không dễ dàng sử dụng một khi đối phương đã đề phòng rất khó có thể dùng lại chiêu này lần nữa khi đến gần kiếm ấn thành. Hắn gửi tin nhắn cho La Hà tiên tử, nhạc đạo hữu, ngươi có thể điều tra được thông tin về thương đội của các thế lực độ kiếp ở bồng lai tiên thành không? Gần đây, La Hà tiên tử vẫn luôn suy nghĩ xem có nên để thẩm bình xâm nhập vào thức hải của mình hay không? Nghe được tin nhắn này, nàng không khỏi giật mình, thẩm các chủ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với thương độ của bồng lai tiên thành? Nói xong, Nàng vội vàng khuyên nhủ, "Thẩm các chủ, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại tình hình đang rất căng thẳng, động vào bọn chúng chẳng khác nào đốt nhà người khác để bắt chuột. Sư tôn của ngươi tuy lợi hại, nhưng đó là ở kiếm ấn thành. Còn Bồng Lai Tiên Thành có cường giả tán tiên, bọn họ có thể dễ dàng giết chết sư tôn của ngươi." Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, "Nhạc đạo hữu, ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa, chốt một câu có hay không đi." Chuyện của tổ chức tình báo của Chân Bảo Các vẫn luôn do La Hà Tiên Tử phụ trách. Trong thời gian vừa qua, nghe nói đã phát triển đến tận Bồng Lai Tiên Thành, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng chưa từng hỏi. La Hà Tiên Tử trầm mặc một lát, sau đó mới nói, có thể điều tra được, nhưng chỉ là thông tin về những thương đội bình thường. Còn những đội vận chuyển tài nguyên quan trọng rất khó dò la. Vậy là đủ rồi. Ta cần tình huống thương đội của Linh tộc tốt nhất có tu sĩ đại thừa trấn giữ. Nghe vậy, La Hà Tiên Tử lập tức hiểu ra Thẩm Bình muốn ra tay với những thương đội này. Thấy hắn kiên quyết như vậy, nàng liền suy đoán, Thẩm Các Chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Bình cười nói, cũng có chút chuyện, nhưng ngươi không cần lo lắng. Sư tôn của ta ra tay cũng chỉ nhắm vào đại thừa mà thôi. Hơn nữa thủ đoạn chạy trốn của hắn rất cao siêu, ngay cả độ kiếp cũng không đuổi kịp. La Hà tiên tử vẫn không yên tâm, hay là nói với Quy Hải tiền bối một tiếng. Dù sao hắn cũng là độ kiếp. Thẩm Bình liếc mắt. Chính hắn bị Quy Hải đạo nhân ép đến mức này, nói cho lão già kia biết chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Tuyệt đối không được. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa. Ngày mai có thể gửi tin tức cho ta không? Có thể. Kết thúc truyền tin. La Hà Tiên Tử lập tức thông báo cho các thành viên tình báo ở Bồng Lai Tiên Thành. Đối với những thương đội bình thường, vận chuyển hàng hóa không quá quan trọng, các thế lực ở Bồng Lai Tiên Thành cũng không thèm che giấu. Muốn thu thập loại tin tức này, chỉ cần có chút quan hệ là được. Vì vậy, đến ngày hôm sau, Thẩm Bình đã có được thông tin về thương đội của linh tộc có đại thừa áp tải. Bồng Lai Tiên Thành Gần đường cái cách cửa Nam Trăm Dặm thẩm bình che giấu khí tức ẩn nấp ở đây sau ba ngày rốt cuộc cũng có một thương đội của linh tộc với hai tên đại thừa áp tải đi qua còn vận chuyển thứ gì thì thành viên tình báo của la hà tiên tử cũng không điều tra được nhưng hắn cũng không quan tâm bọn chúng vận chuyển thứ gì âm thầm chờ đợi thời cơ hắn mở giao diện ảo ra xem hiện tại giao diện ảo của các thê thiếp đạo lữ cơ bản đều đã đạt đến màu vàng kim nhưng nói thật thuộc tính tăng thêm của cấp bậc màu vàng kim đối với hắn hiện tại không còn nhiều tác dụng giống như thủ đoạn thần thông ở cấp bậc nguyên anh hóa thần uy lực coi như không tệ dù là công hay thủ đều rất hữu dụng nhưng đến giai đoạn hợp thể đại thừa thì những loại thần thông này cơ bản không dùng được nữa mà bên trong khung tím hay bảy màu chỉ có một cuộc bản mệnh là có trợ giúp không nhỏ với hắn nhưng theo tu vi của hắn ngày càng tăng cao thực lực ngày càng mạnh mẽ Hiệu quả tăng trưởng của hai loại khung cũng sẽ dần dần giảm bớt. Điều này Thẩm Bình đã sớm dự đoán được. Hắn nhìn về phía khung tím của Vương Vân. Màu sắc của khung càng ngày càng đậm, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nó vẫn chưa thực sự biến hóa. Hắn cũng không còn ôm hy vọng gì vào nó nữa. Bởi vì hắn hiểu rõ, tình cảm của bản thân không thể nào tăng tiến thêm được nữa. Thú kinh càng về sau càng khó tu luyện, đến cảnh giới sau này e rằng chỉ có thể dựa vào huyết mạch kỳ thú thiên phú và ngộ tính của bản thân đóng giao diện ảo lại hắn không khỏi thở dài những năm gần đây tuy lĩnh ngộ thú kinh tiến triển không chậm nhưng thẩm bình biết rõ nếu giao diện hệ thống không có biến hóa lớn hắn có thể lĩnh ngộ đến cấp độ huyết thú là tốt lắm rồi lúc mới tiếp xúc với phù thú kinh tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh đến mức nào còn bây giờ sau một thời gian dài hắn mới chỉ lĩnh ngộ được đến cấp độ gia thú. Tuy rằng đối với những thú linh thiên tài khác, đây đã là tốc độ vô cùng biến thái, thuộc loại thiên kiêu, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Bởi vì hắn biết, mình không phải thiên tài gì cả. Nếu khả năng phụ trợ của giao diện ảo yếu bớt, vậy hắn sẽ phải chuẩn bị tâm lý mình trở nên tầm thường. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trên con đường giao thương, hai chiếc phi chu cỡ lớn mang phù hiệu của linh tộc đang chậm rãi bay tới. Phi Chu thường chỉ tăng tốc độ quang khi có tình huống khẩn cấp, vì như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều linh thạch, linh tinh. Vì vậy, trong những trường hợp bình thường, tốc độ của Phi Chu cỡ lớn đều được duy trì ở mức vừa phải. Thần thức của Thẩm Bình quét qua, ngay lập tức đã cảm nhận được khí tức của Đại thừa bên trong Phi Chu. Không chút do dự, hắn lập tức thúc giục Tàm Ti nhận. Lôi Ti Quang vực bùng nổ, quy lực của hình thái thứ hai có thể khiến độ kiếp bị thương nặng trong nháy mắt đã xuyên thủng cả chiếc phi chu cỡ lớn. Trận pháp phòng ngự bên ngoài phi chu kích hoạt cũng không thể ngăn cản, giống như tờ giấy mỏng bị xé toạc. Mà tên đại thừa ác tải bên trong vừa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt, ngay cả thần hồn cường đại cũng bị nghiền nát dưới uy lực khủng bố này. Địch tập kích Địch tập kích Tên đại thừa trên chiếc phi chu còn lại phản ứng rất nhanh, xông ra ngoài. Nhưng chờ đợi hắn là một cột sáng kinh khủng thần thông phù đạo, cho dù chỉ là 200 tấm phù công kích cấp 8 bình thường đồng loạt bộc phát uy lực cũng đủ để tiêu diệt một tên đại thừa. Chưa đầy hai nhịp thở. Thẩm Bình đã thành công tiêu diệt hai tên cường giả đại thừa của linh tộc. Những lão tổ đại thừa tu luyện vạn năm này, ở những tu tiên giới khác có thể coi là cường giả đỉnh tiêm vậy mà lại chết một cách khó hiểu như vậy, thậm chí còn không biết đối thủ là ai. Không còn cách nào khác, tu hành vốn tàn khống như vậy đấy trong cuộc chiến giữa các chủng tộc vốn dĩ ngươi sống ta chết nếu đổi lại là tu sĩ đại thừa khác hai người kia chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy cho dù gặp phải đại thừa hậu kỳ bọn họ cũng có thể dựa vào pháp bảo để chống đỡ một lúc đợi cường giả của bồng lai tiên thành đến cứu viện đáng tiếc bọn họ lại gặp phải thẩm bình một tên thú linh thiên tài sở hữu thú linh bảo cấp cao bản thân đã là một sự áp đảo không công bằng thẩm bình phất tay phá hủy chiếc phi chu còn lại sau đó để lại một dấu vết linh sư của linh tộc các ngươi muốn cướp tiên khí của ta vậy phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không nói xong hắn liền thuấn di rời đi vài chục hơi thở sau trên không trung nơi phi chu bị phá hủy xuất hiện vài bóng người mỗi bóng người đều tỏa ra khí tức khiến không gian chấn động hiển nhiên là các vị trưởng lão độ kiếp khác của linh tộc cảm nhận được dao động năng lượng kịch liệt mọi người đều chú ý đến dấu vết được hình thành từ năng lượng ngưng tụ sắc mặt bọn họ thay đổi nghĩ đến linh sư vừa trở về tộc liền vội vàng gửi tin nhắn cho hắn linh sư đang nghĩ cách thuyết phục tán tiên tiền bối trong tộc cho mượn tiên khí trói buộc sau khi nhận được tin nhắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi tên kia dám tập kích đội thương nhân của chúng ta vù không gian trước mặt hắn vặn vẹo linh sư vội vàng cúi đầu hành lễ bái kiến ngũ trưởng lão vị tán tiên trưởng lão chấp pháp của linh tộc cao mày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì linh sư thấy sự tình đã làm lớn chuyện bất đắc dĩ nói một lần ngũ trưởng lão ta cũng là vì lợi ích của tộc tên đại thừa nhân tộc kia có tiên khí cực kỳ lợi hại không chỉ có thể dễ dàng tiêu diệt đại thừa mà còn có thể thoát khỏi sự trói buộc của tiên khí tiên khí như vậy nếu do linh tộc chúng ta nắm giữ Chắc chắn sẽ khiến thực lực của tộc tăng lên rất nhiều. Chỉ là thủ đoạn chạy trốn của hắn quá cao minh, ta và hai tên đại thừa của yêu tộc, viêm tộc kia đều không làm gì được hắn. Vị tán tiên trưởng lão chấp pháp của linh tộc hơi giảng mày. Ở bồng lai tiên thành, tiên khí là thứ vô cùng quan trọng đối với bất kỳ chủng tộc nào. Huống chi, tiên khí có thể chống lại trưởng trung sa, ít nhất cũng là trung phẩm tiên khí. So với bảo vật như vậy, chết hai tên đại thừa cũng không có gì to tát. Nếu hắn đã chủ động khiêu khích, vậy thì giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Chuyện của nhị trưởng lão, ta sẽ nói. Nghe vậy, linh sư mừng rỡ, đa tạ ngũ trưởng lão. Vị tán tiên chấp pháp thản nhiên nói, nếu không phải tình hình trong thành đang căng thẳng, tán tiên của linh tộc chúng ta không tiện ra tay, chuyện này đâu đến lượt ngươi. Nhớ kỹ, tiên khí phải được trả lại cho tộc. Linh sư hiểu rõ, chưa đầy nửa ngày trong tay hắn đã có thêm một kiện tiên khí ngoài trường trung sa còn có một chiếc bàn ngọc tên là sơn hà bàn nó có thể phối hợp với trưởng trung sa khiến khả năng trói buộc khống chế kẻ địch tăng lên rất nhiều nhưng vị tán tiên chấp pháp kia đương nhiên không thể để hắn khống chế hai kiện tiên khí vì vậy đã phái thêm một vị trưởng lão độ kiếp trung kỳ đi theo linh sư đạo hữu ngươi có thể khóa chặt vị trí của tên đại thừa nhân tộc đại thừa sao Linh kỷ trưởng lão cười hỏi. Linh sư lắc đầu, hắn đã giao thủ với ta cách đây mấy ngày, khí tức của trưởng Trung Sa đã tiêu tán. Nhưng nếu hắn muốn ra tay với phi chu của thương đội trong tộc, chúng ta có thể dùng phi chu làm mồi nhữ, dụ hắn ra tay, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Đúng rồi, nếu ra tay, tốt nhất là để hai tên độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc kia xung phong. Quy lực tiên khí trong tay hắn không yếu, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể rút lui an toàn. Linh kỹ trưởng lão vuốt râu cười nói, lời này rất hợp ý ta. Thẩm bình phá hủy thương đội của linh tộc gây ra động tĩnh không nhỏ, hơn nữa lúc đó hắn cũng không cố ý che giấu, nên chuyện này rất nhanh đã truyền đến kiếm ấn thành. Quy hải đạo nhân đương nhiên cũng biết chuyện này. Cổ Nguyệt Tông Đại Điện Ba vị độ kiếp đều im lặng. Chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ. Ban đầu, bọn họ muốn để đám dị tộc độ kiếp kia xung phong, nhưng lúc hai bên giao chiến, bọn họ sẽ thừa cơ ra tay. Nhưng không ngờ tên hứa đạo hữu kia lại không làm theo kịch bản, hơn nữa thực lực còn vượt xa dự đoán của bọn họ. Kết quả đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, thậm chí còn gây ra chuyện lớn như vậy. Tán tiên tiền bối trách chúng ta tại sao không báo cáo chuyện hư đạo hữu sử hữu tiên khí lên. Khóe miệng quy hải đạo nhân khẽ giật chẳng phải là nói nhảm sao? Nếu báo cáo lên trên, chuyện này đâu còn là của hắn nữa. Quy Hải đạo hữu, giờ phải làm sao? Hai vị đổ kiếp còn lại nhìn về phía Quy Hải đạo nhân, có ý muốn đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Quy Hải đạo nhân nhíu mày, chuyện này cứ nói chúng ta sơ suất là được. Trước tiên quay về xem thái độ của đám tán tiên bên kia thế nào. Dù sao tiên khí cũng rất quan trọng, đám tán tiên kia chưa chắc đã không có ý đồ gì khác. Chỉ 5 ngày sau, phi chu của thương đội linh tộc lại một lần nữa xuất phát. Bốn vị độ kiếp dị tộc ẩn giấu khí tức, đi theo phía sau thương đội. Chỉ cần thẩm bình ra tay, bọn họ sẽ lập tức thúc giục Sơn Hà bàn trói buộc, khống chế hắn, sau đó phối hợp với trưởng Trung Sa để cắt đứt đường lui của hắn. Đến lúc đó, cho dù tán tiên của nhân tộc có ra tay cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng thẩm bình lại không hề xuất hiện sau khi tập kích một lần, hắn liền thuấn di rời đi. Đối với chuyện này, bốn vị độ kiếp dị tộc không hề tức giận hay nản lòng, ngược lại còn rất kiên nhẫn đi theo thương đội đến nơi. Thấy tên đại thừa nhân tộc kia không xuất hiện, bọn họ liền quay về bồng lai tiên thành tiếp tục chờ đợi, sau đó để thương đội xuất phát theo lịch trình bình thường. Nhưng liên tiếp ba, bốn lần, thương đội đều bình an vô sự. Khốn kiếp, tên kia chắc chắn đã sợ rồi chắc là không phải hắn đã dám đến bồng lai tiên thành ra tay với thương đội của linh tộc chúng ta gan dạ như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cứ tiếp tục chờ ta muốn xem hắn có thể nhịn đến bao giờ thời gian thấm thoát thoi đưa nửa năm đã trôi qua trong khoảng thời gian này thẩm bình đã đổi thành thân phận của mình một lần nữa về kiếm ấn thành dù sao trong chuyện này hắn giữ quyền chủ động chỉ cần linh tộc không động thủ với bản thân la hà tiên tử cùng thê thiếp đạo lữ ở hôi thạch thành, hắn cũng không cần gấp gáp. Đương nhiên, hắn vẫn thỉnh thoảng thuấn di đến gần bồng lai tiên thành, dùng hải thú chi nhãn quan sát động tĩnh của dị tộc. Nếu có dị tộc độ kiếp nào đến kiếm ấn thành, hắn nhất định phải ra tay, kiềm chế bọn chúng, ngăn cản chúng quấy rối bồng lai tiên thành. Nhưng dị tộc không đến kiếm ấn thành, ngược lại quy hải đạo nhân của nhân tộc một lần nữa trở về kiếm ấn thành, hơn nữa còn đích thân đến La Hà Phong. Thẩm Bình, Táng Tiên Tiền Bối trong tộc muốn gặp sư Tôn của ngươi, mau thông báo cho sư Tôn ngươi xuất hiện, sau đó cùng chúng ta đến Bồng Lai Tiên Thành. Nghe vậy, Thẩm Bình hỏi, không biết Táng Tiên Tiền Bối muốn gặp sư Tôn ta để làm gì. Quy Hải đạo nhân liếc nhìn Thẩm Bình, chuyện này không phải ngươi nên hỏi. Nói xong liền rời đi. Vài chục ngày sau, Thẩm Bình bế quan một thời gian, sau đó đổi thành thân phận sư Tôn nhưng hắn không đi gặp quy hải đạo nhân mà trực tiếp đến Thái Hoa Tông ở Bồng Lai Tiên Thành. Vạn Linh Bản xuất hiện. Thái Hoa Tông là thế lực tông môn đứng đầu nhân tộc ở khu vực phía Tây, có hai vị cường giả tán tiên và hơn năm vị trưởng lão độ kiếp. Về tài nguyên và nội tình, Thái Hoa Tông đều vượt xa các thế lực khác. Trước khi Vạn Linh Bản xuất hiện, tất cả dị tộc cộng lại cũng không mạnh bằng một tông môn này. Nhưng sau khi Vạn Linh Bản xuất hiện, những thế lực có nội tình hùng hậu như vậy tuy mạnh nhưng cũng không phải là mạnh nhất ở bồng lai tiên thành người canh giữ cổng núi cảm nhận được khí tức đại thừa của thẩm bình nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi lạnh lùng nói kẻ nào dám xông vào sơn môn của thái hoa tông ta thẩm bình nhíu mày hai tên canh giữ này chỉ có tu vi hóa thần vậy mà khi nhìn thấy một vị đại thừa như hắn vẫn giữ thái độ như vậy ngay cả tôn ti trật tự cơ bản nhất trong tu tiên giới cũng không có thật sự khiến hắn có chút thất vọng. Ta là hứa đạo hữu của chân bảo cát, được mời đến đây gặp hồng lăng tán tiên tiền bối. Kìm nén sự khó chịu trong lòng, hắn tự giới thiệu. Nghe nói là được mời đến. Thái độ của người canh giữ mới nhiệt tình hơn một chút, tiền bối thứ lỗi, gần đây tình hình trong thành đang rất căng thẳng, thường xuyên có cường giả dị tộc đến quấy rối, xin tiền bối chờ một chút, ta sẽ đi bẩm báo. Không lâu sau, từ trong sơn môn truyền đến một giọng nữ uy nghiêm, hứa đạo hữu, mời đến Thái Ngu Phong. Thẩm Bình không biết Thái Ngu Phong ở đâu, nhưng hắn lần theo nguồn gốc của giọng nói, bay đến một linh phong lơ lửng trên không trung. Đứng trước cung điện, hắn có thể cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm, khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cũng đúng thôi. Nếu không có tiên linh khí, Thái Hoa Tông cũng không thể nào có tán tiên trấn giữ lâu như vậy hơn nữa thái hoa tông truyền thừa lâu đời chắc chắn có tiên nhân phi thăng được ban thưởng tiên linh thạch cũng là chuyện bình thường lối này giọng nói lại vang lên thẩm bình nhìn thấy một cây cầu được tạo thành từ hào quang hắn bước lên cầu đi đến đại điện lúc này trong đại điện có một nữ tử mặc váy trắng tinh khôi đang ngồi ở bên trái lương đình trong đình hương trà thoang thoảng đây là tiên trà của thượng giới ở bồng lai tiên thành cũng rất hiếm, ngay cả bằng hữu tốt của ta cũng khó có cơ hội được uống một lần. Hôm nay Hứa đạo hữu thật may mắn. Ngoài nữ tử kia, còn có một lão giả tiên phong đạo cốt, mỉm cười nói. Thẩm Bình không dùng thần thức dò xét, nhưng dựa vào khí tức của lão, hắn đoán lão rất có thể là độ kiếp hậu kỳ. Hắn trước tiên cúi đầu hành lễ, sau đó mới ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà, khen ngợi vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề hồng lăng tán tiên có vẻ ngoài anh khí, mỉm cười nhìn thẩm bình, chuyện của quy hải, ta đã biết. Việc hắn muốn mượn tiên khí của ngươi quả thật có chút đường đột, mạo phạm. Nhưng xuất phát điểm của hắn cũng là có ý tốt, vì nhân tộc ở khu vực phía tây chúng ta, mong rằng hứa đạo hữu có thể bỏ qua cho hắn. Thẩm bình đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng tán tiên lên tiếng, hắn cũng không thể không nể mặt, chỉ đành nói, vãn bối hiểu rõ không biết tiền bối mời ta đến đây có chuyện gì hồng lăng tán tiên ôn hòa nói ngươi có tiên khí thực lực thủ đoạn đều bất phàm ngay cả linh sư của linh tộc cũng không làm gì được ngươi mà hiện tại bồng lai tiên thành đang cần người tài không biết hứa đạo hữu có nguyện ý gia nhập thái hoa tông chúng ta hay không lão giả bên cạnh mỉm cười bổ sung thái hoa tông chúng ta hiện có ba vị tán tiên nếu ngươi gia nhập có thể được tán tiên chỉ điểm Tương lai đột phá độ kiếp là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, tông môn chúng ta ở thượng giới cũng có một số vị tiên nhân tiền bối, sau khi ngươi phi thăng, có thể được bọn họ chiếu cố, ở thượng giới cũng có thể phát triển tốt hơn. Nếu là đại thừa bình thường, gia nhập Thái Hoa Tông chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, dù sao dựa vào cây to thì bóng mát cũng lớn. Nhưng Thẩm Bình thì khác. Hắn là thú linh thiên tài duy nhất của nhân tộc đạt đến cấp bậc hợp thể đã sớm được các cao tầng tiên đạo của nhân tộc chú ý, ngay cả đế tôn cũng biết đến hắn, đương nhiên sẽ không gia nhập một tông môn tán tiên. Đa tại ý tốt của Hồng Lăng Tiền Bối, vãn bối xin ghi nhớ. Chỉ là vãn bối quen tự do tự tại, ngay cả chân bảo các do đệ tử của ta thành lập, ta cũng không gia nhập. Giọng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Hồng Lăng tán tiên biến mất. Nàng nhìn Thẩm Bình, nhắc nhở, hứa đạo hữu, tu vi càng cao tài nguyên cần thiết càng nhiều, điều này chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ. Mà ở toàn bộ khu vực phía tây của Thái Âm Chi Uyên, tài nguyên đều tập trung ở Thái Hoa Tông chúng ta. Độ kiếp, thậm chí là tán tiên muốn vượt qua lôi kiếp, đều cần có bảo vật cường đại, mà những thứ này đều do Thái Hoa Tông cung cấp. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không gia nhập Thái Hoa Tông, sau này rất khó có cơ hội thăng tiến. Giọng nói lạnh nhạt của lão giả vang lên bên cạnh tiền bối tán tiên coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, nếu không phải ngươi có tiên khí, ngươi nghĩ với tu vi đại thừa thì có tư cách lọc vào mắt xanh của Thái Hoa Tông chúng ta sao? Thẩm Bình ngẩn người. Đã xé rách mặt nạ rồi sao, tốc độ thay đổi cũng nhanh quá đấy, đường đường là tán tiên, chẳng lẽ ngay cả chút thể diện cũng không cần sao? Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu ra. Thái Hoa Tông là tông môn đứng đầu khu Tây, tán tiên trong đó là những tu sĩ đứng trên đỉnh cao của hạ giới đối mặt với một tên đại thừa như hắn bọn họ căn bản không cần phải giữ thể diện hay che giấu tâm tư làm gì vừa rồi còn khách sáo với hắn mỉm cười với hắn đúng như lời lão giả kia nói tất cả đều là vì tiên khí mà thôi bởi vậy hắn không gia nhập thái hoa tông chính là không nể mặt mũi của bọn họ là tự cao tự đại hai vị tiền bối tư chất của vãn bối tầm thường cho dù gia nhập Thái Hoa Tông cũng chỉ là hạng soàng, không gánh vác nổi trọng trách lớn lao. Thẩm Bình đứng dậy cáo từ, xoay người rời khỏi Thái Hoa Tông. Trong đình, Hồng Lăng tán tiên nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Từ khi trở thành tán tiên đến nay, chưa từng có tu sĩ nào dám bất kính với nàng như vậy. Nàng là thiên tài bẩm sinh, để tăng cường tiềm lực ở thượng giới, nàng đã lựa chọn trở thành tán tiên, trải qua 12 kiếp nạn để trở thành thiên tiên hồng lăng chính là người có giả tâm như vậy có cần phái độ kiếp trong tông môn âm thầm chặn giết hắn không lão giả hỏi hồng lăng lắc đầu thái hoa tông ta cũng không phải không có lòng khoan dung chẳng qua chỉ là một kiện tiên khí mà thôi hừ không gia nhập thái hoa tông là tổn thất của hắn ngươi hãy truyền tin cho dị tộc vừa rồi ta đã đánh dấu hương trà lên người hắn còn lại ngươi biết phải làm gì rồi đấy tiên khí Thái Hoa Tông ta có thể không cần, nhưng người này, không thể giữ lại. Lão giả mỉm cười. Ta hiểu. Linh sư và linh kỹ của linh tộc rất nhanh đã nhận được tin tức từ Hắc Thị ở Bồng Lai Tiên Thành, xác định được vị trí cụ thể của Thẩm Bình. Ha ha, lần này xem hắn còn chạy đi đâu. Linh sư lập tức thông báo cho hai vị độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc. Bốn vị cường giả độ kiếp với tốc độ như sấm sét, chỉ trong vài hơi thở đã đuổi theo ra khỏi bồng lai tiên thành đang điều khiển thú linh bảo phi hành trên không trung thẩm bình rất nhanh đã cảm nhận được khí tức cường đại phía sau sắc mặt hắn hơi thay đổi lập tức thi triển thiên phú thuấn di bỏ chạy thiên phú cường hóa vẫn chưa hồi phục hắn chỉ có thể liên tục thuấn di đến khi tới một dãy núi hoang vắng hẻo lánh hắn mới dừng lại ngồi xuống điều tức nhưng chưa được một chén trà nhỏ khí tức áp bức đã ập tới từ phía xa thẩm bình nhíu mày lần nữa thi triển thiên phú thúng di bốn vị độ kiếp dị tộc cũng nhíu mày thần thông độn thổ của tên này thật sự quá lợi hại vậy mà có thể liên tục thi triển đúng vậy loại thần thông cường đại như vậy thường có hạn chế rất lớn nhưng trên người hắn lại không hề thấy cho dù chúng ta có thể liên tục nắm được vị trí cụ thể của hắn thông qua hắc thị nhưng nếu hắn cứ chạy trốn như vậy chúng ta cũng không làm gì được hắn. Theo ta thấy, chúng ta phải mượn thêm một kiện tiên khí có thể che giấu khí tức, như vậy mới có thể tiếp cận hắn trong vô hình. Nghe vậy, độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc đều nhìn về phía linh sư. Linh sư trưởng lão tức giận đến mức muốn chửi thề. Hắn đã mượn một kiện tiên khí, trên người tổng cộng có hai kiện, làm sao còn mặt dày mày dạng đi mượn thêm nữa. Làm như tiên khí là ra ngoài đường không bằng, Linh Kỷ cười nói, hai vị đạo hữu viêm tộc và yêu tộc, nếu hai vị đã lên tiếng, hay là tự mình đi giải quyết đi. Linh tộc chúng ta không có tiên khí che giấu khí tức. Hơn nữa, linh tộc chúng ta đã bỏ ra Sơn Hà Bàn và Trưởng Trung Sa, hai vị không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Hai vị độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc nhìn nhau, sau đó gật đầu, được rồi, chúng ta sẽ thử xem. Nhưng trước đó phải nói rõ, nếu tiên khí của chúng ta lập công, tiên khí trên người tên kia phải do chúng ta lấy. Thấy hai người kia đi truyền tin dò hỏi. Linh sư tức giận nói, Linh kỹ trưởng lão, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tiên khí mà tộc ban cho chúng ta không phải để cho yêu tộc và viêm tộc bọn chúng mượn đâu. Linh kỹ thản nhiên đáp, gấp cái gì? Ngươi đã nói tên kia thực lực không tầm thường, chỉ bằng hai tên yêu tộc và viêm tộc kia chắc chắn không thể nào giết chết hắn được. Đến lúc đó, chúng ta mai phục sẵn, ngồi xem hổ đấu, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Như vậy, tiên khí sẽ thuộc về chúng ta, muốn phân chia thế nào chẳng phải do chúng ta quyết định sao? Linh sư nhịn không được nói, như vậy chẳng phải là nuốt lời sao? Ngu xuẩn. Trước mặt tiên khí, còn nói những chuyện đó làm gì? Cũng cho ngươi tu luyện đến độ kiếp. Nghe Linh kỹ nói năng kinh miệt. Sắc mặt Linh sư tối sầm, nhưng trong lòng lại cười thầm chờ cướp được tiên khí, hắn sẽ tuyên truyền chuyện linh kỹ nuốt lời, xem sau này còn ai dám hợp tác với hắn nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.